Tiểu Nhị, cho xin cái giá mà trả. Dạ. Anh chị là gần 5 người là hết 1 triệu ạ. Sao là 1 triệu? Quán tính kiểu gì đấy? Dạ, quán em là tính ăn buffet là tính trên đầu người mà anh, 200 nghìn một người, 5 người là 1 triệu ạ. Thằng này có đầu đâu? Dạ, thế để em tính lại cho anh ạ. Dạ, anh em xin gửi lại hóa đơn ạ. Sao 1.6 triệu này? Dạ, anh em tính cả đầu khớp nữa ạ.